잘못했어요. 잘못했어요. Tôi muốn xin lỗi chị ta. Hello, xin chào mọi người. Để tôi chỉnh lại cái camera coi. Bây giờ thì Ly đang ở nhà một mình thôi. Đang ngồi coi phim, có ai nhận ra không? Friend, huyền thoại. Đấy, Ly chỉnh lại cái camera một chút xíu nha. Chuyện là bây giờ Jun đang đi ăn ở ngoài với bạn. Thì hôm nay Ly ở nhà có một mình thôi. Khá là buồn. Chị ở nhà coi phim. Xong rồi đang đợi Jun. Jun sẽ mua cái gì ta? Gà hả? Kiểu gà mà gà gà cay á, chân gà cay mà nấu kiểu Hàn á. Xong sẽ về nhâm nhi một chút xíu. Phim xong, đây là cái góc mà skincare. Rồi ngoài đây thì là balcony, nhưng mà vì đang bật điều hòa cho nên là mình sẽ đóng cửa, là tắt điều hòa đi nè. Cảm thấy hơi lạnh. Bao giờ Jun mới về nhà, mình sẽ đợi chắc tầm khoảng 5 tới 10 phút nữa. Thì bây giờ Jun đã đi ra ngoài với bạn rồi, để tôi một mình ở nhà cô đơn lạnh lẽo như vậy đây. Thì mới nhắn tin là chuẩn bị về, cho nên là tôi sẽ giả đò làm mặt lạnh mặt giận để coi thử ổng dỗ tôi như nào. Cô khoảng
빨리. 그 오빠 계란 하나 해줄까? 안 먹어. 계란 하나 이쪽도 맛있어. 아 싫어. 참기름 좀 두개 줄까? 참기름? 아 싫어. Nope. 참기름 뭐야? 이거 이거. 없어? 아 왜 그거 먹어? 난 잘못했어. 내 냄새 봐. 잘못했어요. 잘못했어요. 내가 너무 잘못했지만. 너 못 쓴 거 진짜. 야 이거 네가 했거든 이거. 와 매워 맛있어. 와 근데 cay quá. 와 cái này ngon lắm. 야 이거 언제 넣고 냈냐? 비밀이야. 야 그거 꽤 오랜 시간 동안 하실 텐데. 와, đây là cơm mà có mực. 아 bạch tuộc chứ. Tốt. Cay, wow, ngon vãi. Wow, ai mà thích ăn cay là cái này đúng bài luôn á. Có mực nè, có giá nè, có chút. Mọi lẽ. Anh không phải mình mua. À ra, mà không cha mà đi mua xong. Cứ tháo mấy ông bạn chúc bay mua, chúc bay thì không nhận bài. À, ông bạn thắt chút tiền nha, chúng phải đưa chút tiền, ông bạn cho. 야 언제부터 레코딩 했었냐 비디오? 왜 알고 싶어? 응? 이거가 프랭크야? No, what the prank? It's the truth. You the make me waiting 3시간. 야 오빠가 술 먹어 그럴 수 있지. 응. I talk to me, make my the limit. 아니야. 나 싫어 리미타. 그냥 오빠가 나 생각해 그러면서 빨리 와. 야, 오빠 계속 핸드폰 보니까 사람들이 아, 저 준 진짜 너 리 좋아해. 너 every time 너 just looking for the her. You just check him if I'm the message or not. 아니라 오빠 핸드폰 너 계속 본다. Check your stock 아니야? No. 아 오빠 오늘 스톡도 올랐어. 오빠가 그냥 one month, two times only to go out and drink. 아, two time이야? 너 one month, two time이야? 나 one week, one time이라고 얘기했는데. 안 돼. 너 아까 one week, one time이라고 얘기했는데. 아니야? 아, 괜찮아. One week, one time 그. 아니야. two week, the one time is okay. 아니야, 오빠가 마음대로 해. 상관없어, 오빠 잘 안 먹어. 오빠 잘 안 먹어. 그냥 오랜만에 너 유즈 코리안데 진짜 좀 재밌다. 물. 물죠? 이거 매워는데. 확실히 맛있다. 야, 왜 이렇게 담가면 이거